Thế người này Kết quả này cũng không phải đơn giản nhỉ. Tụi em nhiều mà. Mà có bán đỗ đen không bạn? Bán hết rồi. Anh ăn quả này không? 50.000 một cân. Mà còn không? Nhà còn thật 2 cân. Hả? Hai con to hả? ngoài ra công ty chúng tôi có bán này. Công ty chở giá bảo hiểm xe máy 100.000 2 năm, công ty chở giá bảo hiểm xe máy. Cái chị mèo đó hóc nữa. Nước thịt ăn thịt bạo. Con khóc cả lồng này. Trời ơi đó. Vàng vàng này. Con chim đó mà. Ôi bạn hứa. Ăn mình cả hai chim này. Con chim đó. Nó hơi này. Hơi này. Hơi này sẵn này. Thăm này đến bốn lốm á. Ây hồi này ốc phải cái thiêu cái thù lại này. Nó tả rồi gắn với bông con nó làm ngon đó. Rồi, họ thấy ông có tài để tuốt á. Chúng mày khá khao không? Đi đời hệ đấy. Cho mày lúc kiếm đi đời hệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà khẩn cái nè mình sẽ khẩn nấm dữ đó mấy này khi cái đó mày kiếm Chụp ông này thấy hại chuyện vậy thiếu của bạn mày nữa mi mà. cháu cháu tóc cổ hương tìm thấy giòn đấy, giòn chị lọt để mặt bắp mày lúc nào mà gì mày là gì thôi vô diễn như hạnh thằng này ngang không à mua bán trả